Bà cụ với ánh mắt hoảng loạn khi nhìn thằng cháu tăng động trước thềm vào lại thành phố. Giữa muôn vàn khoảnh khắc cảm động của những người con phải tiếp tục xa nhà sau kỳ nghỉ Tết được lan truyền trên mạng xã hội mấy ngày hôm nay, thì riêng chàng thanh niên này lại chia sẻ khoảnh khắc gần bà vô cùng cảm lạnh. Chàng trai này chia sẻ, ăn Tết xong còn 30 phút nữa là lên Sài Gòn lại mà bà nội vẫn chưa làm thủ tục nhét nhé. Thời gian sắp đến đích rồi mà nội vẫn chưa lì xì cho. Thanh niên liền đứng trước mặt nhắc nhở nội, ấy mà cách nhắc nhở này có phần hơi tăng động à nha. Thấy thằng cháu nó cứ nhảy linh ta linh tinh trước mặt mà vẫn chưa hiểu lý do, gương mặt nội thể hiện rõ nét 7 phần bất lực, 3 phần hoảng loạn. Cái gì vậy bà nội? Sau khi đoạn clip được đăng tải, cộng đồng mạng được phen cười bò bởi sự hoảng loạn của ngoại và pha xin lì xì có 102 của anh cháu. Những bình luận hài hước được để lại như: không chừng hơi nội bắt xe lên Sài Gòn trốn anh trước á. Bà nội tưởng ông cố về mặt hốt hoảng thấy rõ. Nội tính cho rồi mà anh làm vậy nên không cho á. Nhảy cỡ 30 phút rồi bắt xe lên Sài Gòn luôn chứ nội sợ quá rồi anh. Khoảnh khắc đáng yêu của bà cháu làm xua tan đi những câu chuyện xa nhà, buồn tủi nhỉ. Tự nhiên đang yên lành thằng cháu nó tưng tửng, chắc nội sợ lần sau nội không cho về quê luôn quá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.